nhiều vị trí trên tuyến đường D Bùi Một, nước vẫn tràn qua, trong khi thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến vẫn ngập sâu trong biển nước. Người dân đi lại chủ yếu bằng thuyền để giải quyết nhu cầu thiết yếu. Chính vì vậy, loại phương tiện thủy này bán rất chạy trong những ngày này. Em bán ở đây là được hơn 60 cái. Phục vụ dân trong xóm thôi, ông làng, vâng, bà con. Em bán cái này là 1,1 triệu anh ạ. Cách đây độ 4-5 hôm thì hôm ấy em bán phải được 30 cái một ngày. Nhà nào cũng phải mua một cái thuốc tồn đấy. Thuốc tồn để đi ra đi lại nhà thì 2 cái, nhà 3 cái. Ít nhất phố nhà phải 1 cái. Thế là sáng đi ra thì ngoài lên là gửi xe dọc những cái nhà vừa để là gửi hết dọc xe máy vừa để. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ, qua thống kê, mưa lũ đã khiến 24 thôn xóm bị ngập úng, trên 33 km đường giao thông nông thôn và trên 130 km giao thông nội đồng bị ngập và sạt lở. Nhiều vị trí ngập sâu gây nguy hiểm cho người đi đường. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, những ngày này, các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bám sát địa bàn, hướng dẫn người dân qua vùng ngập úng, đặt hệ thống cảnh báo, phân luồng cho người và phương tiện qua lại các vị trí sạt lở. Đội thanh tra giao thông vận tải huyện Chương Mỹ đã phối hợp với công an huyện, chính quyền địa phương và các lực lượng khác phối hợp hướng dẫn giao thông tại các điểm phục vụ người dân ngập lụt và bố trí xe cầu, những phương tiện bị chết máy sẽ di rời tại những các điểm ngập lụt, hướng dẫn người dân giao thông đi lại an toàn. Thì lực lượng cảnh sát giao thông Chương Mỹ đã phối hợp với công an xã trọng điểm nơi ngập lụt để sử dụng phương tiện thủy, xuồng, ca lô để đi đến những nơi ngập lụt để hỗ trợ người dân đi lại và giúp đỡ, nhất là đối với là trẻ nhỏ và phụ nữ. Cùng với việc ứng trực, tuần tra kiểm soát, đảm bảo giao thông trên các tuyến địa bàn ngập úng, các lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ cũng kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ người dân giải quyết các nhu cầu thiết yếu. Lực lượng chức năng khuyến cáo trong những ngày mưa ngập này, người dân cần cẩn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng đảm bảo giao thông